Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Phen. Nay Phen có một chuyến hành trình đi cao nguyên đá khoảng 170 km. Trên đường đi ngày hôm nay thì Phen có một nhân vật rất là đặc biệt, nhưng mà nhân vật đấy thì Phen sẽ để bí ẩn, ngày mai thì Phen sẽ chia sẻ với các bác. Là một diễn viên điện tử rất là nổi tiếng trên các kênh YouTube ở phía Hà Giang. Nhưng mà sau một thời gian anh vắng bóng thì hiện tại thì anh đã có được gia đình, mọi người là bảo là cho xin đi cùng Phen để cho bớt cái buồn buồn ở trong người. Ngày mai thì Phen sẽ chia sẻ với các bác. Nhưng ngày hôm nay thì trên đường đi thì Phen chia sẻ với các bác xem là cung đường đoạn từ Hà Giang đấy, đến vùng cao nguyên đá thì đã có nhiều hoa chưa, và trên đường đi ngày hôm nay là ngày thứ 7 thì đã có nhiều khách du lịch tới hay không. Thì thoảng thì Phen đến những cái đoạn nào mà đẹp, có nhiều hoa tam giác mạch hay là các loại hoa khác thì Phen sẽ dừng để chụp ảnh chia sẻ với các bác, và các điểm dừng chân nữa. Cũng mong là các bác theo dõi hành trình của Phen. Đây là một hành trình đi cao nguyên đá, cứ một tuần thì Phen sẽ đi một lần 170 cây, là một chiều đi lên và một chiều quay ngược lại là cũng thế. Đây các bác, đây có mấy bạn khách du lịch này là đang bị nhầm đường này rẽ sang Bắc Mê, không phải đường đây, đường đi thẳng là đường đi cao nguyên đá, nhưng mà đoạn này vẫn là đang trong đầu thành phố, cuối thành phố các bác. Nên là khuyên tất cả các bác mà đi du lịch, các bác đi xe máy ô tô, các bác nên hạn chế tốc độ, đi đúng là được giới hạn cho phép 40-50 km/h. Đoạn này là hết thành phố các bác. Chỗ này có một cái viewpoint rất là đẹp. Đến đây các bác phóng thoải mái 50-60 km/h. Đây là một cái điểm chòi, nhưng mà do là nó lấn chiếm hành lang suối nên là mọi người là phải tạm dừng thi công. Đây có cái sông này, xong là có cái núi này giống Vịnh Hạ Long trên cạn các bác ạ. Đây này, rất là đẹp luôn. Được một đặc điểm đó là Hà Giang là các dòng sông, dòng suối thì nước màu xanh ngọc bích, rất là đẹp. Nó hòa quyện, hòa trộn với cả cỏ cây thiên nhiên ở vùng cao, nên là đẹp thơ mộng lắm các bác ạ. Cảnh có những đoạn đèo núi thì nó lại hùng vĩ, nó lại rất là nguy nga tráng lệ. Đấy, xen vào đấy là những bộ tộc người đồng bào dân tộc thiểu số, Phen nói như đặc biệt như ông vua của nhà Mèo, vua nhà Vương ngày xưa, ông Vương Chính Đức đấy, là một trong những thủ lĩnh ở khu vực mà rừng thiêng nước độc, là một thủ lĩnh khét tiếng, cũng là một giai thoại, là một cái các bác đến để mà tìm hiểu về về lịch sử trước thời phong kiến. Đây là con đường đi đến 4 huyện vùng cao. Bây giờ Phen đi là 8:30. Mọi ngày lần trước là Phen đi từ 4-5 giờ nên là không, các bác không thấy được cảnh này. Đây là lý do tại sao Phen nói là các bác lên đi hạn chế và đúng tốc độ. Đây. Các bác đi đúng tốc độ nha. Đây có một xe biển 34, rất may là không, bác là chắc không nắm được cái biển hạn chế tốc độ nên các bác trong thành phố các bác đi quá. Nhưng mà cũng phải xin thưa với các bác là nếu các bác là khách du lịch ở các vị trí khác ngoài tỉnh Hà Giang thì Hà Giang của Phen là một trong những vùng đất rất là mến khách, và hiện tại là đang mong muốn là thu hút khách du lịch. Các bác đến thì các bác không may, các bác không biết, các bác vi phạm quá tốc độ thì các chú công an đẹp trai ở khu vực thành phố Hà Giang của Phen Phen thì cũng chỉ là nhắc nhở và cũng nói cho các bác biết là tại sao là trong đoạn này như này như này, và có thể là tặng cho các bác một chai nước và xin mời các bác get go lên đường. Kể cả các bạn trẻ nữa, các bạn trẻ đi xe máy cũng thế, nên là nếu các bạn mà gặp những tình huống mình không may nhá, Phen nói không may mà không biết chứ không nói là cố tình, các bác mà có lỡ vi phạm ấy thì các bác cũng không nên hoảng hốt, bởi vì
Hà Giang của Pheng rất là đẹp, từ cảnh, từ cây, từ hoa lá đến con người, đến các chiến sĩ cán bộ công an cũng thế. Đảm bảo cứ tin lời Pheng Pheng đi. Đấy, chỉ có một cái là cố tình các bác vi phạm là một. Thứ hai là các bác cố tình uống rượu bia thì gây nguy hiểm cho những cái du lịch khác thì sẽ không được. Đoạn này là đi qua vách núi các bác ạ. Dựng thẳng đứng treo leo luôn. Rất là đẹp. Cách thành phố Hà Giang khoảng tầm 18-20 cây. Đây, từ đây Đồng Văn còn 132 km nữa các bác ạ. Đây là cao tốc Minh Tân các bác. Đi qua rất là nhiều cái cua ngoằn ngoèo. Bây giờ có một đoạn thẳng tắp, mọi người hay gọi là cao tốc Minh Tân. Cao tốc Minh Tân này là chân dốc của chân của con dốc Bắc Sung, là một con dốc đẹp và có tiếng ở khu vực cao nguyên đá Hà Giang này. Đi qua cao tốc Minh Tân này, chúng ta sẽ tới một cao tốc nữa, đó là cao tốc Quyết Tiến ở bên trên nhà em Hòa. Đây là có một cái biển rất là to, công viên địa chất toàn cầu được tổ chức UNESCO họ công nhận là di sản phi vật thể của thế giới. Đây là chân dốc Bắc Sum. Hàng tham luồng nhưng mà chưa được hoàn thiện nên là chưa mở đón khách du lịch. Nhân vật bí ẩn, diễn viên nổi tiếng đã lên xe, đã được tạm ứng một quả táo. Anh ta đang ngồi rất là im và nhìn Pheng Pheng đắm đuối. Thôi, thế là tắc đường rồi. Sẽ tắc rất là dài, chỉ có xe máy may đi được. Công trường đang thi công, con xe này vọt lên đây, biển 36. Nhấc cái biển ra. Đi vùng cao tắc đường là phải nhường nhau các bác. Cái loi choi là tắc hết. Đấy. Bên kia là không đi được nữa rồi. Đang chụp ảnh. Đây là nguyên nhân gây tắc đường các bác ạ. Ây giời. Đây nữa này. Hôm nay là thứ bảy, có chợ phiên Quyết Tiến. Đây là một số du khách nước ngoài này. Pheng nhìn thấy mấy bà Tây đang xuống đi chơi chợ. Chợ Quyết Tiến này thì chỉ nằm ở hai ven đường của hai ven đường quốc lộ này. Chủ yếu bà con là bán nông sản địa phương, các thứ là bán hết ở ngoài này. Chợ thì ở chỗ trong kia, nhưng mà chợ đấy thì chỉ có các tiểu thương buôn bán lâu năm thì họ bán ở trong đấy. Còn bà con nhân dân là có quả trứng, con gà hay là mớ rau là bà con mang ngoài này bán này. Cũng rất là đông. Chợ phiên thì chỉ họp một phiên duy nhất trong vòng một tuần. Bà con này cũng không có thời gian nhiều để đi chợ. Cứ một tuần là xuống chợ là mua đủ mắm, muối, mì chính rồi thực phẩm cho một tuần, sau đó các bác lại về chợ, về nhà đợi mùa chợ tuần sau lại tới. Có những người ta chỉ mang 2-3 mớ rau, mấy ít mộc nhĩ, ít thảo dược xuống dưới chợ bán, sau đó là ăn một bát phở với bạn bè xong lại đi về thôi, chẳng có gì cả. Giống như kiểu một tuần có một ngày duy nhất để hẹn hò các bác. Cổng trời Quản Bạ các bác đang thất thủ rất là đông.
đi sớm quá lại không thấy. Đông quá các bác ạ, ngồi 30 phút tranh giành được một cốc cà phê rồi lại tiếp tục khởi hành. Ông khoai tây không biết là đứng ở đâu, à không biết là tìm chỗ đỗ xe ở đâu. Rồi tiếp tục hành trình với Phen nha các bác nha. Đấy, các bác thấy Hà Giang của Phen đẹp chưa? Có một cái máy bay đang bay lên trời, bạn diễn viên bạn ấy đang lột tả. Ui giời ơi đẹp quá. Đây có hai bà tây người nước ngoài tự đứng đây enjoy cái moment và hút cigarette. Đây là thị trấn Ba Lúi, thị trấn Tam Sơn ở huyện Quản Bạ. Các bác đi qua đoạn này các bác thấy hai bên đường có rất là nhiều các tiểu thương nhỏ nhỏ, họ bán hồng, hồng không hạt. Hồng không hạt này ở khu vực Hà Giang của Phen Phen ấy là một trong những đặc sản nổi tiếng. Các bác đi qua đây các bác có thể dừng lại để thưởng thức, nó chỉ có mấy chục nghìn một cân thôi. Mà quả hồng bé này, giòn này, không hạt này. Ở đây khu vực mà Nghĩa Thuận ở bên trong nữa, một số xã ở bên trong khu vực huyện Quản Bạ này họ trồng rất là nhiều. Một trong những sản phẩm sạch đạt tiêu chuẩn organic, không có chất bảo quản gì cả. Đến đoạn này lại bị tắc đường tiếp các bác. Rất là may mắn ở đây Phen dừng lại thì có một chị ở Sài Gòn. Chị vừa đến đây gõ cửa xe cốc cốc Phen, bảo là chị thường xuyên xem kênh của Phen. Chị giúp được cho Phen 500 để Phen có tiền lộ phí đi lại. Và chị gửi thêm 1 triệu nữa. Thì cũng số tiền 1 triệu đấy thì lúc về thì Phen sẽ gửi cho diễn viên điện tử của Phen 500.000. Còn lại 500.000 thì Phen sẽ giúp cho bà con hay là cho trẻ con kẹo bánh ở trên đường. Đó, thì Phen trân trọng cảm ơn chị. Chúc chị đi chơi cùng với gia đình có một chuyến đi rất là vui vẻ, bổ ích. Chị đang ở đằng sau Phen thôi. Đấy, ở ngay đằng sau Phen này các bác ạ. Nhưng mà chị nói là chị giấu tên và chị cũng không muốn lên hình. Trân trọng cảm ơn chị. Chúc chị và gia đình đi chơi vui vẻ. Phen nghĩ chắc là 500, chị gửi cho Phen 1 triệu rưỡi thì 500 là cho Phen. Và 500 nữa thì là chị cho bạn diễn viên điện tử của Phen đang đi cùng Phen. Và 500 còn lại thì Phen sẽ mua bánh kẹo. Sẽ mua bánh kẹo để cho trẻ con trên đường. Phen trân trọng cảm ơn chị. Khá nhỉ, khá bảnh nhỉ. Coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia. Tất cả mọi người dừng lại, mỗi mình xe anh chạy bon bon. Thôi cứ kệ thôi, mình cứ đi, mình cứ đứng đấy thôi. Xe phèng phèng bên kia nhá. Dạo này không có tiền sơn xe đâu. Đúng rồi, cho lùi lại đi.
tắc 3 tiếng rồi các bác ạ. Đi từ lúc 9 giờ bây giờ hơn 11 giờ rồi. Ở dưới này hôm nay có tổ chức đua thuyền ca nhắc nữa cơ. Xe máy đi được rồi anh ơi. Xe máy đi được rồi. Xe... quên các bác, tắc 3 tiếng rồi bây giờ mới thông. Ở dưới kia phải chắc phải đoạn dưới phải 2 cây tắc đường, ở trên thế hay à, chị quay tây đi rất bốc. Cuối cùng thì đã thông được tuyến, đổ có khoảng tầm 5 chắc được 50 mét mà mất đến 3 tiếng để mọi người chờ đợi. Một dãy dài thườn thượt đang đợi ở dưới này. Đây là cầu Cán Tỉ các bác. Buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ tổ chức đua thuyền ca nhắc ở trên con sông này. Mọi người đang cắm cờ. Hà Giang của Phèng thì làm rất là nhiều các chương trình để mà thúc đẩy thương mại du lịch, đua thuyền này, sau đó là đua xe địa hình. Đây là có các vận động viên đang tập hợp đây, các anh đeo thẻ thẻ cổ này. Đua xe địa hình này, xong là đua cá này. Rất là nhiều các trò chơi dân gian nữa, ném còn đẩy gậy rồi lễ hội hoa tam giác mạch, lễ hội đàn tính đàn then. Các bác đến Hà Giang thì các bác có được trải nghiệm rất là nhiều. Đây là ngày trước có hai con đường, một đường đi thẳng là sang đồi thông Yên Minh, nhưng mà bây giờ đi đường ở trên cao, đường Cán Tỉ. Đường ở trên này thì sẽ có nhiều view để nhìn ngắm cảnh chụp ảnh hơn. Và có trên đường có mấy cái đoạn có cây nghiến cô đơn, mọi người hay dừng chụp ảnh check in ở đấy. Giờ không ai đi ở bên dưới nữa rồi. Để các bác đến Hà Giang du lịch, các bác đến cái ngã ba mà qua cầu Cán Tỉ vừa rồi, các bác để ý rẽ tay phải sẽ gần hơn được 20 km. Đây chính là cây nghiến cô đơn các bác. Cả cái thung lũng này, cả cái đoạn này thì có một cây nghiến đứng đơn côi lẻ loi một mình. Mọi người gọi là cây nghiến cô đơn. Thì đang chụp ảnh check in sống ảo. Cười 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 đó. Đây này. Nhào vô. Get go. Đấy, hai chị bên này. Đây này, chụp ảnh lia lịa. Còn đây là mỏm đá tử thần. Đấy, không khuyên cáo các bác lên trên này để chụp ảnh check in ở trên đấy, bởi vì nó khá là cao và nguy hiểm, nó treo veo lên này. Này thị trấn Yên Minh các bác, giờ muộn rồi các bác, 1:30-2 giờ rồi. Phèng phải đưa anh diễn viên của Phèng đi tìm cơm rang hoặc cái gì ăn đã các bác nhé. Điểm Yên Minh cũng là một trong những điểm dừng nghỉ để ăn trưa, bởi vì cung đường từ thành phố Hà Giang lên đến Đồng Văn Mèo Vạc
nó có 170 cây số, thì ở đây là đoạn ở giữa, khoảng tầm từ Hà Giang đến đây là 189 cây số các bác. Các bác vọt qua thị trấn Yên Minh thì sẽ không còn điểm ăn trưa nữa. Các bác ăn trưa đây xong nghỉ ngơi, buổi chiều di chuyển tiếp. Mời các bác ăn cơm rang với ở Phen Phen nhá. Bữa trưa là cơm rang, dưa bò nhưng mà hơi khô các bác ạ. Đấy. Ba mươi phút để ăn cơm rang và bây giờ tiếp tục hành trình lên Đồng Văn, lên Cao Nguyên Đá. Đây là đang trên dốc Thẩm Mã các bác, dốc thử ngựa. Thẩm là thẩm tra, mã là con ngựa. Trên đỉnh cái dốc này thì sẽ có một cái chỗ để chụp ảnh check in. Trên đấy thì có rất là nhiều các em bé cùi hoa đứng đấy chụp ảnh với khách du lịch. Cái đoạn này là hôm trước là Phen có đi thử cái xe đạp 2 tầng của một ông Tây các bác. Đấy, đúng đoạn này luôn. Ông đấy bây giờ thì không biết là đi đâu rồi, đi đến đâu rồi, nhưng mà rất là khâm phục về nghị lực của ông ấy. Ông đạp xe đi đi qua bao nhiêu nước ấy, đi mấy năm, 25 mấy tháng là sao các bạn, Phen không nhớ rõ. Đoạn này là phải đi bộ rồi các bác ấy. Các bác dưới xuôi nhìn thấy trẻ con ở trên này là thích lắm. Ngoài các bé gái lấy hoa về chụp thì có bé trai mang khèn, mang sáo ra thổi. Rất là hay. Hôm nay là cuối tuần, hôm nay là thứ bảy các bạn ạ. Ui em bé kìa. Em bé cõng em bé. EOP Proud. Hello ông Trung nha. Đi chậm thế ông. Điểm này thì Phen sẽ không phân phát bánh kẹo cho trẻ con. Lý do là ở đây các cháu cũng có nhiều rồi. Rất là đông, hai bà cũng ra đây chụp ảnh. Xin chào nha. Anh ở Đồng Văn em ạ. Hả? Còn phòng hay không á? Gọi Huy Béo thôi. Giờ anh cũng chipo 2 rồi. Đây, nhiều các chị em dưới xuôi lên đây chụp ảnh. Đây, em bé này xinh chưa? Xinh gái thật. Mẹ này xinh thật. Chào con nha. Con bao nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi à? Con học hôm nay con còn đi học không? Còn đi học à? Cuối tuần mới ra đây thôi nha. Thế từ sáng giờ đã có được bao nhiêu tiền rồi? Hoa của con đâu? Hả? Con không có hoa à? Thế gùi này là của ai? Chị à, thế gùi này cũng của bạn à? Con không có à? Ồ, thế à? Thế con đã ai cho con tiền chưa? Chưa. Chưa có á? Yeah. Chào
chưa ai cho con tiền á? À? Thế á? Bạn này có rồi đúng không? Bạn này có. Chú cho con nhá. Con xin chú à? Học giỏi biết chưa? Không được nghỉ học nha. Con tên là gì? Con tên là Vừa. Vừng á? Vừa à? Tạm biệt con nhá. Ở đây các bé là đều được các khách du lịch là cũng tặng tiền rồi các bác ạ. Đấy, cứ mỗi lần chụp là 10.000. Đẹp chưa? Hôm nay là cuối tuần, là thứ bảy, chủ nhật nên là trẻ con ra đây nhiều các bác ạ. Mỗi bé chụp ảnh với hoa mà có hoa đẹp ấy, hôm nào mà may mà được có nhiều khách du lịch chụp ấy thì cũng được khoảng tầm 100.000 đến 150-200. Đấy, tùy từng bé, bởi vì đây rất là đông các bé tới ấy. Phèn cũng mong muốn là các bé là chỉ đến vào những lúc là ngoài giờ học này, thứ bảy chủ nhật này. Đấy, chứ còn đâu những ngày mà đi học thì cũng mong các cháu là đi học. Đây bà nhặt rác ấy. Rất là tuyệt vời. Có những bé ở kia kìa, Phèn gặp em ấy từ lúc còn bé tí cơ, bây giờ đã lớn tướng rồi. Bởi vì 3-4-5 năm trước là Phèn đi làm du lịch, cái điểm này cũng là cái điểm mà các bạn ấy đến đây rất là nhiều. Đây là hoa tam giác mạch các bạn. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy rõ cái khúc cua hình rất là đẹp các bạn ạ. Video này của Phèn là chia sẻ với các bác nó cũng khá dài rồi. Video sau thì Phèn xin được tiết lộ nhân vật bí ẩn hôm nay đi cùng Phèn lên khu vực cao nguyên đá. Từ đây đi lên thì đi còn qua nhà Pao nữa, sau đó nhà của vua Mèo, sau đó về thị trấn Đồng Văn, đi qua một trong tứ đại đỉnh đèo Mã Pì Nèng. Sau đó Phèn cũng quay video chia sẻ với các bác, và công việc chính của Phèn ngày mai như thế nào thì Phèn sẽ chia sẻ với các bác. Rất mong các bác đón xem video của Phèn. Cũng rất là mong muốn là các bác đến Hà Giang chơi, các bác có những khoảnh khắc chụp ảnh với bà con vùng cao này. Giờ Phèn xin chào và hẹn gặp lại các bác.